bác thường di truyền qua bữa hôm sau, với lại hai cái bài này mà gặp chung vô là cái chị nghe nó sẽ hơi quá nặng, cho nên tôi tranh thủ thứ sáu tôi tách ra để tôi nói một bài riêng ha. Cái bạn phần rối loạn nhịp trong bào thai. Đây là cái dàn bài. Chúng ta thấy là cái định nghĩa một cái nhịp tim thai bình thường, thì chúng ta thấy bình thường cái tuổi thai mà 20 tuần thì nhịp tim thai nó sẽ dao động từ 120 cho tới 160, 38 tuần thì nó dao động từ 110 cho 150. Nhịp nhanh khi mà tần số tim trên 185 phút, và như vậy thì người ta lấy mốc nhịp chậm là khi dưới 110. Chúng ta thấy cái diễn tiến của cái nhịp tim thai bình thường theo tuổi thai ha. Đây, dưới cái biểu đồ này là tuổi thai, cái này là tần số tim, thì chúng ta thấy cái bắt phân vị thứ 50 cái nhịp tim có xu hướng là như vậy. Cái này là giới hạn bắt phân vị thứ ba, cái này là bắt phân vị thứ 97. Thì chúng ta thấy hầu hết nếu mà trên cái diễn tiến bình thường đó là cái nhịp tim đôi khi nó trên cả 120 nữa, có một số người họ lấy với cái giới hạn tới 120 thì chứ phải 110 đâu. 110 là có thể một số trường hợp nó có thể nó liên quan tới hội chứng QT dài đó. Tim thai nhịp tim thai bình thường nó xuất hiện ngày thứ 21, nó tăng dần và sau đó là nó lại giảm dần. Cái rối loạn nhịp nó có thể dẫn đến suy tim và phù nhau thai. Khoảng 5 đến 10% rối loạn nhịp thì có bất thường tim kèm theo. Các rối loạn nhịp mà chúng ta thường gặp ở trong bào thai đó là ngoại tâm thu nhĩ, nhịp nhanh kịch phát trên thất và lóc nhĩ thất. Bảng này là thống kê trên 101 trường hợp bị rối loạn nhịp tim, thì chúng ta thấy là nhịp nhanh kịch phát trên thất hoặc là lóc nhĩ thất, còn lại là những cái rối loạn nhịp khác. Ở đây là cái hình minh họa, video minh họa cho chúng ta thấy một cái xung động điện học bình thường ở trong quả tim ha. Ở đây là nút xoang, nó nằm ngay chỗ vùng chỗ tĩnh mạch chủ trên với nhĩ phải. Nó sẽ phát xung ra, dẫn truyền xuống cái nút nhĩ thất ha. Rồi nó xuống cái nhà hệ mạng lưới Purkinje. Rồi từ cái hoạt động điện này nó sẽ tạo ra cái hoạt động cơ là chúng ta thấy cái thất co bóp. Nó là một cái dẫn điện bình thường. Như vậy thì trên điện tâm đồ bề mặt chúng ta sẽ đo được phần nhĩ là sóng P, phần thất co là QRS. Đó là điện tim. Khi mà chúng ta đo áp lực ở trong buồng tim, cụ thể là ở trong động mạch chủ và thất trái, nhĩ trái, tim trái đó, thì chúng ta thấy cái đường này màu đỏ là biểu diễn của động mạch chủ, áp lực của động mạch chủ. Cái đường màu vàng này là của thất trái. Cái đường màu xanh này là của nhĩ trái. Chúng ta để ý những cái dạng sóng như vậy. Như vậy thì từ cái hoạt động của điện chúng ta có được cái hoạt động cơ học của tim, tức là tim co bóp. Như vậy thì từ cái hoạt động của tim co bóp chúng ta cũng suy ngược ra lại được cái hoạt động điện học. Như vậy thì để đánh giá một cái rối loạn nhịp tim ở trong bào thai thì chúng ta coi cái hoạt động điện dẫn truyền của nó sẽ gây ra cái hoạt động cơ học. Hoạt động cơ học đó nó sẽ trên siêu âm chúng ta sẽ nhận diện được qua các cái phổ Doppler. Thì làm cách nào để chúng ta đánh giá cái nhịp tim ở trong bào thai? Có ba cách. Cách thứ nhất là người ta đo cái điện tim ở trong bào thai. Đo điện tim bào thai thì người ta đo bằng cách nào? Một là người ta chờ lúc mà chuyển dạ cổ tử cung mở, người ta gắn một cái điện cực vào trong cái da đầu của em bé, thì cái này rất là khó thực hiện ha. Hoặc là người ta định vị cái tư thế của em bé trong bào thai, trong bụng mẹ như thế nào, rồi người ta đặt các cái điện cực
theo cái kiểu tam giác Einthoven á, để người ta nhận cái sóng điện của trong bào thai để người ta đo điện tim. Nhưng mà những cái việc này rất là khó và nó bị nhiễu của cái sóng điện tim người mẹ rất là nhiều. Hoặc là cái máy đo điện tim tự tính là hiện nay là chính xác nhất ở trong bào thai, nhưng mà ít trung tâm nó trang bị cái máy này. Và cách thứ ba đó là siêu âm tim, xem tim thai để chẩn đoán rối loạn nhịp. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta đo qua thành bụng của người mẹ thì cái sóng, những cái sóng nhỏ nhỏ này nè là cái sóng của bào thai, nó sẽ bị cái sóng điện tim của người mẹ nó lấn át rất là nhiều, làm cho chúng ta rất là khó phân tích. Cái này là cái hình mà người ta nói chung là ghi nhận rất là tốt rồi đó, mà nó vẫn là như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể phân tích được khi mà những cái máy mà nó không có cái độ lọc nhiễu, nó không có tốt nữa ha. Hoặc là người ta đo qua cái da đầu của em bé, một cái điện cực qua da đầu. Đây là những cái hình ảnh minh họa mà đo qua cái thành bụng người mẹ, cái chúng ta thấy cái sóng QRS của em bé nè, nó rất là nhỏ trong khi cái QRS của người mẹ rất là lớn. Nếu mà nó chồng vô với nhau nữa là rất là khó phân tích nha. Khi mà người ta đo như vậy thì cái sóng của em bé rồi sóng của người mẹ nhiều khi nó trộn lẫn với nhau thì chúng ta phân tích rất là khó khăn. Những cái trung tâm lớn hiện nay mà để chuyên về phân tích rối loạn nhịp đó, thì người ta có cái máy đo điện tim tự tính, cái trang bị nó như vậy ha. Hầu như là trên thế giới hiện nay là chắc chưa tới 10 trung tâm có trang bị những cái thiết bị như thế này. Về cái nguyên lý của nó thì nó dùng cái sóng điện từ để nó ghi nhận cái hoạt động điện tim của em bé ở trong bụng mẹ. Nó ghi nhận những cái tín hiệu hoạt động điện tim, nó đem về cái máy xử lý để nó tạo lại những cái sóng điện tim của em bé, cũng bao gồm các sóng PVRS đầy đủ, PVRS, T, và cũng đo được các cái sóng giống như là chúng ta đo điện tim qua qua thành ngực của một người bình thường. Đó là cái cách mà người ta ghi nhận cái điện tim tự tính để đưa về các cái sóng để người ta có thể đo được một cái điện tim của em bé. Thì cái này hiện nay cái máy này nó vẫn là cái tiêu chuẩn vàng để người ta phân tích rối loạn nhịp trong bào thai, nhưng mà rất ít trung tâm được trang bị máy này, tại vì cái tỷ lệ rối loạn nhịp nó đã thấp rồi, trang bị máy móc cũng đắt tiền nữa, cho nên là chỉ có những trung tâm nghiên cứu người ta mới trang bị, chứ còn các cái trung tâm mà bình thường khác thì trang bị của nó nhiều khi là lỗ vốn rất là nhiều ha, mà không có giám đốc bệnh viện nào đi đầu tư một cái mà bị lỗ. Thì chúng ta thấy nó cũng phân tích được rối loạn nhịp đầy đủ như là sau sinh ha, cũng sóng đỉnh, sóng T thay đổi, hay là cái hội chứng QT dài, nó cũng chẩn đoán được. Cái lợi ích và cái giá thành của cái đo điện tim trong bào thai hay là đo bằng điện tim tự tính thì chúng ta thấy mỗi cái nó có ưu nhược điểm của nó, nhưng mà cái nhược điểm lớn nhất của cái mà đo tự tính là cái phần cứng đó, giá thành nó rất là cao, cần phải trang bị một phòng riêng, nhưng mà nó chẩn đoán được hầu hết các cái dạng bệnh. Như vậy thì đánh giá cái rối loạn nhịp trong bào thai đó là một cái thách thức, bởi vì cái đo điện tim mà theo thường quy á, truyền thống á, là không có thể khó thực hiện được ở trong bào thai. Và cái phân tích mà điện tim ở trong bào thai thì nó không có cho phép mà chúng ta phân tích hoạt động nhịp giống như ở trên điện tim bình thường được. Còn cái chuyện mà đo điện tim tự tính thì nó hạn chế sử dụng ở trong lâm sàng vì nó quá mắc. Và đến thời điểm hiện tại thì cái kỹ thuật mà chúng ta phân tích dựa vào siêu âm là hay sử dụng nhất, và nó hữu dụng trong việc đánh giá rối loạn nhịp tim ở trong bào thai.
Để đánh giá rối loạn nhịp tim ở trong bào thai, chúng ta có thể dựa vào mắt trần của mình ha, bằng mắt đánh giá bằng mắt, hoặc là bằng M1, hoặc là Doppler shunt, hoặc là Doppler mô, để chúng ta đánh giá, để đánh giá bằng mắt này ha. Ta nhìn vô chúng ta thấy cái tim nó đập đều 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 vậy, bằng mắt của mình á, mình nhìn á thì mình cũng có thể nói nhịp tim này là bình thường đều. Đó là cái cảm nhận của mình á khi mà mình làm quen, hoặc là chúng ta thấy cái tim đập tan 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 như vậy là tim đập nhanh nhé, đều mà nhanh. Hoặc là chúng ta dùng cái Doppler shunt chúng ta đo, chúng ta thấy cái tim không đều nhưng mà lặp lại đều nhé. Đây, hoặc là chúng ta đo đây, chúng ta thấy không đều nhưng mà nó có lặp lại giống nhau đều. Chúng ta có thể dùng M1 để chúng ta đánh giá bằng cách là chúng ta cắt cái đường thẳng qua một nhĩ và một thất nha. Tại khi mà chúng ta nhìn trên mắt thường và chúng ta thấy có vẻ như nó không đều thì chúng ta sẽ dùng M1 đây. Chúng ta vẽ cái đường thẳng nó cắt qua một nhĩ ở phía trước đây, một thất ở phía sau, thì chúng ta sẽ thấy đây là sóng nhĩ, nhô lên là sóng nhĩ ha. Ở dưới đây là nhô lên là sóng thất, thì chúng ta thấy dưới sóng thất nó không đều này ha. Đó, chúng ta phân tích, chúng ta vẽ màu vàng là cái đường của sóng nhĩ, chúng ta vẽ màu tím này là của sóng thất ha. Chúng ta khi mà cái tim thai đây, chúng ta sẽ cắt để một cái TM1 qua ha. Các anh chị phải tập làm cho nó quen, tại vì cái thông thường các anh chị mà bên sản phụ khoa ít dùng M1 lắm, cho nên là chúng ta làm không quen thì khi mà có rối loạn nhịp á, chúng ta sẽ bị lúng túng trong cái việc sử dụng cái M1 này ha. Nhớ là chúng ta phải để qua một nhĩ và một thất để làm sao mà chúng ta thấy được cái sóng nhĩ ở dưới, sóng thất ở trên này. Những cái máy mà hiện đại ấy, thì chúng ta có thể chỉnh cái góc gọi là anatomical M1 ấy. Nó chỉnh để cho, tại vì bình thường của chúng ta nó đường thẳng đây, giờ chúng ta chỉnh cái góc này để cho nó qua đúng một thất một nhĩ thì chúng ta sẽ thấy sóng nhĩ sóng thất nó rõ. Ví dụ như này, chúng ta cắt qua một nhĩ một thất thì ở trên này là sóng nhĩ ha, ở dưới này là sóng thất nha. Hoặc là chúng ta cắt ngược lại, ở trên là sóng thất, ở dưới sóng nhĩ nha. Chúng ta cắt làm sao mà chúng ta thấy được một nhĩ một thất là chúng ta phân tích được rối loạn nhịp nha. Nếu mà các anh chị rõ hơn nữa thì các anh chị chắc sao được cho cái van động mạch chủ nó mở hình hộp như nè, thì mình coi ha, là đây là cái thời kỳ tâm trương, rồi bắt đầu thời kỳ tâm thu là van động mạch chủ nó mở ra ha. À, ban đầu mặt chủ đóng lại thời kỳ tâm trương ha. Về phương pháp Doppler này, mình nói về M1 Doppler thì chúng ta sẽ để cái cửa sổ Doppler shunt đủ rộng. Đủ rộng là sao? Tức là lớn hơn bình thường rất là nhiều đó. Bình thường chúng ta để cửa đổi Doppler shunt thường 2-3 mm thôi, giờ chúng ta để lúc này nó lên tới 7-8 mm lần, nó lấy luôn cái phổ của tĩnh mạch chủ, cụ thể đây là tĩnh mạch chủ trên, và nó lấy luôn cái phổ của động mạch chủ lên đây, hai mạch máu này nó sát nhau đây ha. Thì chúng ta sẽ có cái phổ, đây là cái phổ của tĩnh mạch, đây nha, sóng S, sóng D, sóng A. Còn cái sóng này là sóng của động mạch chủ, sóng V. Thì cách nào để chúng ta lấy được cái phổ của tĩnh mạch chủ trên và động mạch chủ lên cùng một lúc? Thì người ta hướng dẫn mình cái cách nè. Mới đầu anh chị cắt cái mạch cắt cơ bản thứ năm, thứ tư là mạch cắt ba mạch máu, tức là tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên và động mạch phổi. Chúng ta thấy ba mạch máu đây đúng không? Rồi chúng ta sẽ dịch chuyển cái đầu dò của chúng ta để cho cái tia siêu âm
chúng ta nó thẳng hàng với ba mạch máu này, có thể tiếp cận ở bên trái của em bé ở đây, hoặc là tiếp cận phía bên lồng ngực bên phải của em bé. Đây là ba cái mạch máu này thẳng hàng với cái T-zone này. Rồi sau đó chúng ta sẽ xoay đầu giò 90 độ để cho cái mạch máu từ tròn nó sẽ chuyển sang thành dài. Nãy nó đang tròn nè, thì chúng ta sẽ xoay 90 độ thì nó sẽ ra thành dài. Và nguyên tắc là vậy. Thì cái ống này nó đang dài mà chúng ta xoay 90 độ thì chúng ta sẽ cắt lại nó thành tròn thôi. Để đây. Vậy thì chúng ta sẽ hướng cái tia siêu âm song song với cái dòng chảy. Hướng tia siêu âm song song dòng chảy thì chúng ta đây cái cách này, chúng ta để ba mạch máu xong chúng ta sẽ dịch chuyển cái đầu dò về cái hướng để cái tia chúng ta đó song song với lại ba cái mạch máu đó. Rồi chúng ta sẽ xoay 90 độ để chúng ta thấy bộc lộ ra cái động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ trên nha. Mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên xong thì chúng ta sẽ đặt cái cửa sổ Doppler xung vô cái màu xanh này là của tĩnh mạch này ha, màu đỏ này là của động mạch chủ lên này ha. Rồi thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái sóng của tĩnh mạch, sóng S, sóng D, sóng A, sóng S, sóng D, sóng A và ngay phủ động mạch chủ nha. Như vậy thì nếu mà chúng ta gộp chung hai cái phổ này lại thì chúng ta sẽ có cái sóng A đây, cái sóng V đây, sóng A đây, sóng V đây, cũng giống như một cái sóng PQRS, PQRS đó ha. Đó. Vậy thì đầu sóng A tới đầu sóng V chúng ta sẽ có cái AV interval, là nó giống như cái khoảng PE trên điện tim vậy đó ha. Đó, chúng ta phân tích rối loạn nhịp là chúng ta coi sóng AA có đều hay không, sóng VV có đều hay không nha. Rồi đo cái khoảng cách VA, hoặc là chúng ta để cái cửa sổ Doppler xung đủ rộng để đo cái dòng chảy của van hai lá và đường ra của thắt trái, thì chúng ta sẽ thấy là sóng sóng A của cái phổ hai lá, sóng V của phổ động mạch chủ thì nó sẽ tương ứng trên cái điện tim PQRS đây ha. Đây là cái phổ của nãy hướng dẫn các anh chị cái cắt ở ba mạch máu đó, mình xoay 90 độ để cho tĩnh mạch và động mạch thì có sóng S, sóng D, sóng A, dưới này sóng V ha. Một sóng A có sóng V, sóng A, sóng V, A, sóng V. Hoặc là chúng ta để ngay chỗ giữa hai lá và đường ra của thấp trái thì chúng ta sẽ có sóng ơ, sóng A và sóng V đây. Hoặc là miễn sao chúng ta để một động mạch và một tĩnh mạch cũng được. Ví dụ như chúng ta để lớp da xung vô ngay chỗ thận, động mạch thận và tĩnh mạch thận nha. Chúng ta ghi nhận cái phổ tĩnh mạch SDE, ghi nhận sóng V của động mạch thận. Hoặc là chúng ta để cái trong phổi đo động mạch và tĩnh mạch phổi, chúng ta có sóng A của tĩnh mạch phổi, sóng V của động mạch phổi nha. Hoặc là Doppler mô cũng được nữa nha. Chúng ta sẽ đo nha, EAV. Đây, minh họa của bỏ trong cái chỗ đường ra thắt trái dưới van hai lá, sóng ơ, sóng a, sóng v, thì chúng ta sẽ ghi nhận như vậy. Thì cái này là sóng a có sóng v, cái sóng a v đây nó dài ra, dài hẳn ra, dài cái, có sóng a mà không có sóng v, cái chu kỳ của block nhị thất độ 2 mobit 2 đó ha, gọi là Wernicke Back ha. Là thấy cái tim nó đập các bạn như không đều. Như vậy thì chúng ta phải đo Doppler thì chúng ta đo hai chỗ. Tức là cái cửa sổ Doppler chúng ta phải nhận được hai chỗ, một là tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên, tĩnh mạch phổi, động mạch phổi, hay là tĩnh mạch ở trong gan với lại động mạch chủ xuống. Miễn sao chúng ta thấy được một cái tĩnh mạch, một động mạch là ok ha. Hoặc là những cái máy mà xịn hơn nó có đo Doppler ở bằng hai cái cửa sổ đây, đo cùng lúc hai hai cái.
Ở đây là chúng ta đo cái tĩnh mạch gan, chúng ta có cái cổ của tĩnh mạch gan đây, chúng ta đo cái động mạch chủ xuống, cổ động mạch chủ xuống riêng đây, để so sánh sóng A sóng B sóng A sóng B. Thì để chúng ta phân tích mà bị lóc nhị thất á, ở tĩnh mạch gan chúng ta đã thấy sóng A đây, ở dưới đây động mạch chủ chúng ta thấy sóng B đây, nó không có gọi là phân ly nhị thất đó nha. Hay là Doppler mô nó đặt ở hai vị trí ghi nhận hoặc là chúng ta dùng M1 chúng ta cũng phát hiện được nha, sóng nhĩ ha, sóng thất không có đều, thất này tới sớm nè, trong khi sóng nhĩ đều bình thường của ngoại tâm thu thất. Như vậy các đặc điểm siêu âm chính mà để chúng ta phân tích đó, là chúng ta phải nhìn thấy cái mặt cắt đó nó chuẩn cái đã, và chúng ta đánh giá cái rối loạn nhịp ở trên cái mắt thường của chúng ta trước, và chúng ta phải điều khiển cái đầu dò của mình để chúng ta thấy được cả nhĩ và thất nó cùng co bóp, hoặc là chúng ta thấy cả tĩnh mạch và động mạch dòng chảy của nó đồng thời, thì lúc đó chúng ta sẽ xác định cái tín hiệu của nhĩ, tín hiệu của thất và cái khoảng cách của nó như thế nào. Như vậy thì để mà siêu âm mà đánh giá được á, thì hình ảnh chúng ta phải rõ, nhìn thấy rõ và nét thì chúng ta mới đánh giá được tốt. Thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải đánh giá đồng thời giữa nhĩ và thất nha. Để chúng ta coi cái hoạt động cơ học của nó, để nó phản ánh cái hoạt động điện học. Anh nhắc lại một lần nữa, cái nút xoang ở đây, nút nhĩ thất ở đây, hai bình thường cái phát động phát ra chúng ta sẽ có cái hoạt động điện PQRST như vậy. Còn đo qua phổ Doppler thì chúng ta sẽ có sóng E, sóng A, sóng V. Còn đo ở tĩnh mạch thì chúng ta sẽ có sóng S, sóng T và sóng A nha. Đó là một cái hoạt động bình thường. Điện học chúng ta có sóng cơ học ở trên Doppler. Vậy thì khảo sát rối loạn nhịp, các anh chị thấy có nhiều cái phương thức. Phương thức M1 là chúng ta cắt qua một nhĩ một thất. Cái phương thức Doppler là chúng ta để chỗ van hai lá là mạch chủ, Doppler mô hay là Doppler mà qua một tĩnh mạch động mạch để chúng ta khảo sát cái đánh giá rối loạn nhịp. Và chúng ta phân tích rối loạn nhịp dựa vào ở trên điện tim là chúng ta coi QRS nó có đều hay không. À, trước mỗi QRS có sóng P tương ứng hay không. Thì trong siêu âm tim thai cũng vậy nha. Thì người ta ghi nhận trong bào thai cái tỷ lệ rối loạn nhịp xung quanh khoảng 1 đến 2%, và cái rối loạn mà chúng ta may mắn thường gặp là ngoại tâm thu nhĩ và lành tính. Ngoại tâm thu nhĩ là do cái nhát ngoại tâm thu nó đến sớm ở tầng nhĩ, tiếp theo là cái thất nó sẽ co bóp với khoảng nhĩ thất bình thường, nó có thể có hay không khoảng nhĩ bù, và nó có thể dẫn hay là không dẫn. Đây là cái nút xoang bình thường nó phát nhịp, nó dẫn xuống. Đây là một cái ổ ngoại vị ở tầng nhĩ nó phát ra. Nếu mà nó phát sớm trúng cái thời gian mà cái nút nhĩ thất còn dẫn được, đây nút nhĩ nó dẫn xuống, nút xoang nó dẫn xuống bình thường, xoang những nút bình thường, bây giờ ngoại tâm thu nhĩ tới sớm nó sẽ trúng cái thời kỳ mà cái nút nhĩ thất còn dẫn, thì nó sẽ tạo ra một cái sóng đây. Nên là sau đó thì nút xoang nó phát lại bình thường như vậy. Thì chúng ta thấy cái nhịp thất nó sẽ không đều, nhịp nhĩ nó cũng không có đều luôn, tức là tới đây nó tới sớm này ha, gọi là ngoại tâm thu nhĩ này nó có dẫn. Còn đối với trường hợp mà ngoại tâm thu nhĩ nó lại rơi vào cái thời kỳ trơ của nút nhĩ thất thì nó sẽ không có dẫn xuống, ví dụ này nút nhịp xoang dẫn xuống, nhịp xoang dẫn xuống, đây tới ngoại tâm thu nhĩ nó trúng cái thời kỳ trơ không có dẫn xuống, chúng ta không có thấy cái sóng gì ở thất hết, rồi nhịp xoang nó phát lại bình thường, dẫn bình thường, thì cái ở hình ở dưới này người ta gọi là ngoại tâm thu nhĩ không dẫn nha. Thì nó sẽ khác, đặc tính nó sẽ khác ở trên. Hoặc là chúng ta dùng cái M1 chúng ta cắt qua, chúng ta thấy cái nhịp nhĩ đang đều đây, ở dưới trên là nhịp nhĩ ha, ở dưới là nhịp thất, thì chúng ta thấy có một cái ngoại tâm thu nhĩ nó tới sớm này,
và nó có dẫn xuống có cái sóng thất tới sớm thì đừng ngồi tâm thu nha. Còn đối trường hợp không dẫn thì nãy có minh họa các chị rồi đó nha. Tới đây nó không dẫn, nếu mà ngoại tâm thu nhĩ này mà nó kiểu này á, thì làm cho cái nhịp tim nó chậm lại, làm chúng ta dễ chẩn đoán nhầm với lại một cái block nhĩ thất. Trên cái hình ảnh tôi ghi nhận được á, một cái tim chúng ta nhìn vô có cái cảm giác là cái tim có vẻ như nó đập chậm, tim đập chậm ha. Do cái chúng ta cắt qua cái Doppler của đường ra thắt trái, chúng ta thấy cái sóng thất cũng rất là chậm, nhưng mà có vẻ không đều, làm chúng ta dễ chẩn đoán nhầm với lại lốc nhĩ thất lắm. Mà đôi khi nếu mà chúng ta cắt không có rõ hình á, qua một nhĩ một thất chúng ta thấy sóng nhĩ tự nhiên rất là nhiều, mà sóng thất chúng ta thấy ít, mà chúng ta lúc này chúng ta cắt chưa có rõ, chúng ta tưởng lốc nhĩ thất đổ qua. Khi chúng ta phân tích kỹ hơn, chúng ta cắt rõ được, chúng ta thấy à, sóng nhĩ đây, đây cái khoảng cách này nó không đều, nhĩ này nó không đều nhé. Và như vậy chúng ta chỉ có thấy sóng thất nó bằng một nửa so với sóng nhĩ thôi. Vậy là cái ngoại tâm thu này, nhĩ này nó xuất hiện nhưng mà nó không dẫn, ngoại tâm thu nhĩ xuất hiện nhưng không dẫn, nó làm cho ta có cảm giác là nhịp tim nó bị chậm lại. Nên trong trường hợp này chúng ta dễ lầm với lại tóc nhĩ thất, nếu mà chúng ta cắt cái hình không có rõ được như bên này rất là dễ bị bỏ sót nha. Chúng ta cắt và sau đó là cái lúc nãy là chúng ta cắt 18 tuần, bây giờ cắt 2 tuần chúng ta cắt lại nè, chúng ta thấy cái nhịp tim nó đều lại ha, từ 133 lần trên phút, và lúc này chúng ta thấy sóng nhĩ và sóng thất là đều với nhau, động bình thường nha. Ngoại tâm thu nhĩ tóm lại nó là thường gặp, vô căn lành tính, tiên lượng thì rất là tốt, nhưng mà đối với những cái trường hợp mà ngoại tâm thu nhĩ cặp đôi như vậy chúng ta có thể nó liên quan tới nhịp nhanh trên thất, bệnh nguyên của nó có thể là bệnh tim về mặt cấu trúc, viêm cơ tim, khối u trong tim, giảm oxy máu, mẹ sử dụng các cái chất kích thích như cà phê, thuốc lá và các cái chất kích thích khác. Thì lúc này chúng ta điều trị bằng cách là ngưng chất kích thích ha, điều trị các căn nguyên có thể xác định được và chúng ta theo dõi. Thì những cái trường hợp ngoại tâm thu nhĩ đơn độc như vậy thường là nó lành tính, chỉ có một số ít trường hợp ví dụ như là chúng ta thấy cái ngoại tâm thu nhĩ mà cặp đôi đó thì nó dễ gây ra cái cơn nhịp nhanh cực phát trên thất. Cái thứ hai chúng ta ít gặp hơn đó là ngoại tâm thu thất, nó hiếm gặp hơn so với ngoại tâm thu nhĩ. Nếu xảy ra thì thường đơn độc và dung nạp tốt, và nói chung tiên lượng nó cũng tốt, thì chúng ta cũng cắt qua một nhĩ một thất. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là sóng nhĩ nó rất là đều, tại vì nó ngoại tâm thu ở tầng thất mà ha, tầng thất nó tới sớm đây, anh nghỉ bù đây ha, thất trở lại bình thường. Ở đây chúng ta thấy là do cái ổ ngoại vị ở tầng thất ha, nó phát xung ra thì chúng ta thấy là sóng nhĩ bình thường ha. Tâm thất ngoại tâm thu thất tới sớm, ngoại tâm thất tới sớm, ngoại tâm thu thất ha. Như vậy để phân biệt với ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất, thì ngoại tâm thu nhĩ khá là thường gặp, có thể có liên quan tới bất thường tim nhưng mà hiếm gặp hơn so với ngoại tâm thu thất. Nó có thể là có dẫn hoặc là không dẫn nha, và nó có thể nghỉ không có hoàn toàn. Còn cái ngoại tâm thu thất thì thường là nó có nghỉ hoàn toàn. Ngoại tâm thu thì nó có thể diễn tiến tới những cái cơn nhịp nhanh ha, chúng ta cần để ý cái chuyện đó. Như vậy thì đúng, đối một cái trường hợp mà nhịp tim nó không có đều như vậy thì chúng ta coi thử là nhịp tim không đều đó là đơn độc hay là từng lúc, hay là xen kẽ với nhau, và chúng ta phân biệt đó là ngoại tâm thu nhĩ hay ngoại tâm thu thất.
Và nếu mà gọi tâm thu đó mà nó kèm theo bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta phải theo dõi nó kỹ hơn. Còn nếu mà không có bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta chỉ có theo dõi thưa dần nếu mà cái tần suất nó không có dày. Chúng ta qua cái phần khác đó là loạn nhịp nhanh. Thì chúng ta có thể là nhịp nhanh xoang. Nhịp nhanh xoang thì chúng ta sẽ thấy cái tần số tim nó dao động từ khoảng 180 cho tới 200 lần phút. Tại trên 180 chúng ta có mới gọi nhịp nhanh mà. Thì lúc này chúng ta cần tìm bệnh lý ở mẹ và thai. Những cái tình huống này nó cũng giống như sau sinh vậy đó. Coi thử mẹ có bị cường giáp hay không, có bị thiếu máu hay không. Thai có thể nó bị thiếu oxy ha, hay là nhiễm trùng. Còn nhịp nhanh trên thất á, thì cái nhịp tim nó thường nó trên 200 lần một phút ha, hoặc là nhịp nhanh thất. Nhịp nhanh xoang thì chúng ta thấy dẫn truyền nhĩ thất là 1:1 ha, có thể do thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm độc giáp, do những cái khối u nó chèn ép, do thuốc, do suy thai vân vân. Nhịp nhanh xoang thì chúng ta thấy cái tần số nó dao động như vậy, 180 đến 201, bắt đầu và kết thúc nó từ từ, dẫn truyền nhĩ thất là 1:1. Bệnh nguyên thì nãy giờ chúng ta nói rồi ha. Điều trị thì chúng ta điều trị các nguyên nhân chính mà ngưng các cái chất mà gây ra nhịp nhanh. Ngoài ra cái nhịp nhanh trên thất khác đó là rung nhĩ, thì hiếm gặp ở trong bào thai. Trong bào thai thì thường là chúng ta sẽ gặp cuồng nhĩ nhiều hơn. Cuồng nhĩ những cái vòng vào lại ở tâm nhĩ đây, nó gây ra cái sóng nhĩ rất là nhanh ha, gấp 2 gấp 3 lần so với cái tần số thất. Đây chúng ta thấy nhịp nhĩ hoặc là nhịp nhanh kịch phát trên thất là chúng ta sẽ thấy cuồng nhĩ, thì hai sóng nhĩ mới có một sóng thất. Còn nhịp nhanh kịch phát trên thất là một sóng nhĩ, chúng ta sẽ thấy một sóng thất ha. Đây cuồng nhĩ đây, hai sóng nhĩ mới thấy một sóng thất. Thì lúc này chúng ta cho cái vận tốc nó chạy nhanh lên thì chúng ta tách cái sóng e ra, chứ không chúng ta để sát quá là khó phân tích ha. Một cái trường hợp nhịp nhanh ha. Đây chúng ta thấy nhanh kịch phát. Chúng ta thấy trên 2D, chúng ta thấy tôi ghi nhận lại cái hình 2D đó, chúng ta thấy không? Nhịp nó đập càng càng rất là nhanh ha. Và mình đo cái tần số tim nữa. Lúc này hình như là tới 240 lần một phút. 250 lần một phút ha. Chúng ta đo mình thấy ha. Sóng nhĩ là sóng thất. Rất là nhanh. Sau đó 1 tuần khi mà dùng thuốc á, thì chúng ta thấy nhịp tim nó có đỡ hơn ha, nhưng mà cũng cũng vậy à. Đây đây không, đây ca ca khác này, xin lỗi, cái ca khác nó thấy cái nhịp tim rất là nhanh. Chúng ta cắt qua một nhĩ một thất này, cái cách cái gì để cái tem này ha, chúng ta sẽ đo được cái tần số tim là tới 263 lần phút này ha. Và chúng ta đo đo cái phổ Doppler qua cũng vậy, nó thấy cái tần số tim nó tới 268 lần một phút này nhé. Rồi sau 1 tuần sau điều trị nhé, thuốc á, chúng ta thấy cái đáp ứng thất nó chậm lại ha. Đây chúng ta thấy sóng nhĩ sóng thất đây nó chậm lại, và lúc này chúng ta đo được cái tần số thất là chỉ khoảng có 114 lần một phút mà ha. Cái tim nó sẽ dần dần phục hồi trở lại bình thường, nó không có lớn, từ từ ha. Mới 1 tuần thì nó chưa có hiệu quả liền thôi, tức là nó chậm nhịp trước cả rồi nó mới bớt các cái dấu hiệu của suy suy thai ha. Chúng ta có thể nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh bộ nối cho vòng lại, thì chúng ta lúc này tần số nhĩ sẽ bằng tần số thất ha. Thường có thể gặp bệnh tim cấu trúc kèm theo, ví dụ như, những cái bệnh Epstein rồi. Còn hoặc là chúng ta có thể gặp những cái trường hợp tim cấu trúc hoàn toàn bình thường, mà những trường hợp này là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được ở trong bào thai. Cái vòng vòng lại ở nút nhĩ thất đây, chúng ta sẽ đo ha, khoảng VE đây, nhịp nhanh kịch phát trên thất ha. Thì chúng ta ví dụ minh họa
Trước đây thì ta theo dõi rất là kỹ, các chị thấy ví dụ như là một cái trường hợp mà bị cùng nhĩ thì người ta thấy là em bé nó có bị tràn dịch màng phổi, bị bán bụng nè, cái tần số nhĩ lên tới 400 mấy chục lần một phút ha, tần số thất là gần 230 lần một phút, và người ta dùng cái dioxin liều rất là cao đó chị, 1 mg ngày đầu tiên, là nó giống như là nếu mà chúng ta dùng viên uống á, thì là 4 viên một ngày đó ha. Và người ta theo dõi rất là kỹ, người ta định lượng nồng độ dioxin ở trong máu ha. Ngày thứ hai thì bắt đầu người ta giảm xuống còn 0,5 mg, sau đó người ta giảm còn 0,25 mg một ngày, người ta thấy đáp ứng tốt ha, tần số thất nó xuống dưới 180. Nhưng mà định lượng cái nồng độ dioxin máu thì chúng ta thấy dùng một viên một ngày đó, là người lớn mà chúng ta dùng một viên ngày chúng ta cũng sợ đó, hay người mẹ dùng đó, thì cái nồng độ dioxin trong máu nó đâu có ở trong khoảng điều trị đâu, nó chỉ có 0,44 mà rất là thấp, có lúc nó xuống còn 0,35, xuống thấp nhất thì em bé nó bị tái phát nè, nhĩ nó tăng nhanh lên, nhịp thấp nó cũng tăng lên lại, lúc đó người ta buộc lòng ta phải nâng cái liều dioxin lên 0,5, thì lúc đó cái nó mới nằm ở trong ngưỡng điều trị, thì cái tần số thất nó mới bình thường, em bé sinh đủ tháng ha, sinh qua đường dưới. Chúng ta thấy chúng ta định lượng ở trong máu người mẹ là tới 1,2 lần, nhưng mà định lượng ở trong cái động mạch rốn và tĩnh mạch rốn nó rất là thấp ha, nó chỉ có 0,7 0,3 mấy, và em bé sinh thường đủ tháng ha, áp ga được 9 điểm ha. Thì chúng ta thấy qua những cái nghiên cứu cơ bản này ta mới thấy là cái digoxin nếu mà chúng ta dùng không đủ liều á thì chúng ta sẽ không có khống chế được cái nhịp tim. Cái liều nói chung là chúng ta phải dùng trung bình là khoảng 0,5 mg một ngày, thì cái nồng độ ở trong máu người mẹ mới ở trong cái ngưỡng điều trị của người mẹ thôi, chứ còn ở trong cái động mạch rốn của em bé thì nó cũng chưa có đủ ngưỡng nữa. Ngoài ra có những cái dạng rối loạn nhịp khác mà nó khó điều trị hơn, chúng ta phải kết hợp nhiều thuốc, ví dụ như vừa kết hợp digoxin, amiodarone. Nhịp nhanh nhĩ là khó chịu nhất ha, tức là do cái ổ ngoại vị ở tầng nhĩ nó phát ra rất là nhanh ha, và thường những cái này khó điều trị và nó tồn tại sau sinh dai dẳng. Nói tóm lại cái nhịp nhanh thì chúng ta có nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh nhĩ, hoặc là do nhịp nhanh do vòng lại. Nhanh thất thì chúng ta có thể gặp, và thường là người ta cũng điều trị theo cái phương pháp cổ điển là dùng ức chế beta. Rung thất thì chắc là chết ở trong bào thai rồi cho nên là ít gặp. Chúng ta thấy cái hình ảnh của nhanh thất, tức là cái tần số nhĩ thì ở bình thường nhưng mà tần số thất nó rất là nhanh, gấp 2 gấp 3 lần so với cái tần số nhĩ. Cái trường hợp mà người ta minh họa là đây, cái nhịp thất lên tới 240 lần một phút ha, trong khi tần số nhĩ nó ở bình thường 160. Và cái này rất là dễ bị suy thai các chị. Và người ta phải dùng dioxin quên cortisone tới 1.600 mg trong vòng 15 giờ. Thì sau đó cái tim nó trở về tần số là 117 lần một phút, giảm dư ối. Xuất viện sau 48 giờ và người ta dùng cortisone một viên trên ngày. Ta sợ nhất là những cái trường hợp mà nhịp nhanh thất do cái QT dài, hoặc là ở trường hợp mà có khối u hay viêm cơ tim thì tần số thấp chúng ta thấy là 180 đến 300 lần một phút, bắt đầu và kết thúc là thường là đột ngột ha. Thường là ta thấy tần số thấp nó nhiều hơn tần số nhĩ. Điều trị thì dùng ức chế beta cũng được, mesylatin cũng được, nhưng mà không có dùng digoxin ha. Vậy thì đối với một trường hợp nhịp nhanh, chúng ta thấy tần số thấp mà trên 180 lần một phút, thì chúng ta sẽ phân coi thử là nhĩ với thất có một một hay không, để người ta phân ra là nhịp nhanh nhĩ, nhịp nhịp nhanh xoang, hay là nhịp nhanh kịch phát trên thất, dựa vào cái tần số của nó ha. Còn người ta coi cái tần số nhĩ nó có cao hơn tần số thất hay không, nghĩa là cùng cùng nhĩ, hoặc là tần số nhĩ bình thường nhưng mà tần số thất thì cao, thì lúc đó người ta nghĩ tới nhanh thất ha. Hoặc là có thể là rung nhĩ nhưng mà rất là ít gặp. Một cái khía cạnh khác đó là rối loạn nhịp chậm.
Chúng ta nên nhớ rằng là thường ở thai nhi nó có những cái cơn nhịp chậm xoang thoáng qua kéo dài 1 tới 2 phút, và thường là sinh lý này nó không có gây ra bệnh gì hết, nhất là những cái giai đoạn sớm của thai kỳ đó. Còn cái rối loạn nhịp chậm mà nặng đó là lóc nhĩ thất. Lóc nhĩ thất thì chia làm 2 nhóm. Một nhóm là lóc nhĩ thất do bệnh tự miễn, tức là cấu trúc tim chúng ta lúc này chúng ta thể thấy thì bình thường. Nhóm thứ hai là lóc nhĩ thất có kèm bệnh tim bẩm sinh, thì cái nhóm này thường là tiên lượng rất là xấu. Thì các cái nguyên nhân nhịp chậm người ta liệt kê ra đây: nhịp chậm xoang hoặc là những cái mà do những cái đợt mà cái cường phế vị á, sinh lý nó làm cho chậm thoáng qua thôi. Hay là những nhịp chậm xoang kéo dài do rối loạn chức năng đốt xoang, hay là do giảm thân nhiệt, hay hội chứng QT dài. Hội chứng QT dài thì chúng ta sẽ thấy thỉnh thoảng có những cái đợt nhịp chậm và xen kẽ với những đợt nhịp nhanh. Hoặc là cái ngoại tâm thu nhĩ mà nãy tôi nói ha, ngoại tâm thu nhĩ mà không có dẫn á, thì chúng ta sẽ có cảm giác cái nhịp tim chậm. Hoặc là rung nhĩ đáp ứng thất chậm có tính chất gia đình, lóc nhĩ thất độ 2, lóc nhĩ thất độ 3. Về nhịp chậm xoang thì tần số thì dưới 110 lần một phút, dẫn truyền nhĩ thất là 1:1. Bệnh nguyên có thể là do toan hóa máu, giảm oxy máu, hội chứng QT dài. Chúng ta chẩn đoán phân biệt với nhịp chậm nhĩ, ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi không dẫn, lóc nhĩ thất. Chúng ta phải tìm cái nguyên nhân nền của nó để chúng ta điều trị. Thường cái tần số và nhịp chậm nhĩ thì nó khoảng 90 đến 110 lần một phút, dẫn truyền nhĩ thất là 1:1. Bệnh nghiêm là có hoặc không có nút xoang bệnh lý trong cái hội chứng đa lách như tôi nói các anh chị đó. Chúng ta thấy cái gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới nó không có nối vào nhĩ phải ha, nó chạy lên trên, nó nối với tĩnh mạch chủ trên trong cái hội chứng đa lách, tức là hai bên đều có cấu trúc bên trái hết, cho nên là không có bên phải, nó không có nút xoang đó, thì nó dễ gây ra cái nhịp chậm. Còn lóc nhĩ thất á, các anh chị thấy là nếu mà nó có bệnh tim bẩm sinh kèm theo thì nó chiếm khoảng 40%, còn không có bệnh tim bẩm sinh thì nó chiếm khoảng 60%. Thì nếu mà có bệnh tim bẩm sinh kèm theo thì tiên lượng rất là nặng, bởi vì sống sót sau sinh là chỉ có 13% thôi. Còn nếu mà không có bệnh tim bẩm sinh kèm theo thì thường nó là nằm ở trong cái nhóm bệnh tự miễn, thì tỷ lệ sống sót của nó tới 78%. Chúng ta thấy này, nhìn trên 2D mắt thường cảm nhận là cái nhịp tim nó rất là chậm, nó lờ đờ như vậy đó. Cái tim nó hơi lớn ha. Hiện nay chúng ta đo cái tần số thất là chỉ có 61 lần một phút thôi. Và chúng ta cắt qua một nhĩ một thất á, thì chúng ta thấy sóng nhĩ đây ha. Thì ba cái sóng nhĩ mới có được một cái sóng thất. Sóng thất này chúng ta đo khoảng 60 lần một phút. Chúng ta đo cái phổ hai lá động mạch chủ thì chúng ta thấy cái phổ hai lá này, cái phổ động mạch chủ này lâu lâu chúng ta mới thấy một cái sóng này ha, phân ly nhĩ thất này, chúng ta thấy cái sóng nhĩ này, thấy sóng thất nó thừa hơn. Cơ chế bệnh sinh mà bệnh tự miễn gây ra cái nóc nhĩ thất á là cái kháng thể này nó qua cái bánh nhau của em bé từ tuần lễ thứ 16 của thai kỳ, và cái kháng thể này nó sẽ lắng động ở trong tim của bé, nó gây ra cái phản ứng viêm vôi hóa và sơ hóa, trong đó có cả đường dẫn truyền. Khi mà vôi hóa sơ hóa đường dẫn truyền nó gây ra viêm lan tỏa như vậy thì nó sẽ gây lóc nhĩ thất. Em bé bị cái lupus ban đỏ đó ha. Thì trước đây á, cái thái độ tiếp cận của một cái lóc nhĩ thất mà do bệnh tự miễn á, nếu mà nó phát hiện trễ quá thời gian từ cái lúc mà lóc nhĩ thất cho tới lúc mà bác sĩ tim mạch phát hiện được mà trên 2 tuần á, thì lúc này người ta nghĩ là cái đường dẫn truyền nó bị đã bị tổn thương vĩnh viễn rồi, cho nên là người ta không có điều trị gì nữa, người ta chỉ có theo dõi trên siêu âm để nếu mà em bé có phù nhau thai được gì thì lấy ra sớm thôi. Còn nếu mà phát hiện dưới 2 tuần thì người ta nghĩ là nó còn hồi phục, cho nên là người ta dùng dexamethasone từ 4 cho tới 8 mg một ngày. Người ta dùng trong 6 tuần, sau đó người ta đánh giá lại. Nếu mà người ta thấy có cải thiện á, thì người ta mới tiếp tục cái liều đó cho tới lúc sinh, rồi người ta giảm liều. Còn nếu mà 6 tuần đánh giá lại mà thấy không cải thiện thì người ta nói là cái đường dẫn điện nó bị tổn thương rồi,
không có hồi phục, cho nên là đã giảm liều rồi sau đó đã ngưng thuốc. Đó là cái thời điểm mà lúc mà khoảng 2005 trở về trước là tiếp cận như vậy. Nhưng mà sau này người ta có những cái nghiên cứu lớn hơn, người ta thấy là dùng nó cũng cái tỷ lệ mà thành công của cái nhóm này nó rất là thấp, nhưng mà tai biến cho bé, tác dụng phụ cho bé rất là nhiều, cho mẹ nữa. Cho nên cái tiếp cận này ngày nay hầu như người ta không có áp dụng nữa. Người ta cố tình người ta phát hiện sớm hơn để coi những cái yếu tố nào là tiên đoán sẽ gây ra block dị thất ở những người mẹ có những cái kháng thể này. Thì một trong những yếu tố đó là cái đoạn phe kéo dài đó. Nhưng mà cái đoạn phe kéo dài thì cũng có rất là nhiều tranh cãi ha. Do đó thì chúng ta cũng điều trị thử thôi trong những cái trường hợp mà người mẹ có cái kháng thể và chúng ta thấy cái đoạn phe kéo dài thì chúng ta có thể dùng. Nhưng đối với ngày nay, khi mà người mẹ có kháng thể được phát hiện trước khi mang thai và đã có tiền căn em bé bị block dị thất rồi, thì người ta dùng dự phòng luôn ngay từ đầu để cho em bé nó khỏi bị cái block dị thất nha. Còn cái đây là khi mà chúng ta chẩn đoán block dị thất mà nếu mà phát hiện ở thời điểm 20 đến 22 tuần, chúng ta coi cái tần số thất như thế nào. Nếu mà tần số thất thấp quá, chúng ta có thể dùng salbutamol để kích thích nhịp tim nó nhanh lên. Nhưng mà chúng ta biết cái tác dụng phụ của salbutamol đối với người mẹ, nó làm cho người mẹ hồi hộp khó chịu cũng nhiều lắm. Ngoài cái chuyện mà nó ảnh hưởng tới cái đường dẫn truyền á, nó có thể ảnh hưởng tới cái tế bào cơ tim của em bé nữa, cho nên nó có thể gây ra bệnh cơ tim giãn nở, gây ra sơ trung hóa nội mạc cơ tim. Nếu mà có thì người ta phải truyền cái IgG vô mỗi đến 2 đến 3 tuần để cho nó đừng có gây ra cái bệnh cơ tim. Và nếu mà có cái này thì người ta cũng có thể cho chỉ định dùng cái dexamethasone, cái liều rất là cao. Sau đó người ta giảm liều dần, người ta theo dõi cho tới lúc sinh. Nếu mà phát hiện muộn thì thôi, cũng người ta cũng không có làm gì hết, người ta chỉ có theo dõi đơn thuần thôi. Nếu mà tần số thất cũng không, cũng trên 50 lần, không có sơ trung hóa nội mạc, thì người ta theo dõi đến đủ ngày đủ tháng người ta sinh mổ và tiếp cận để coi thử có cần đặt máy tạo nhịp hay không. Thì đây là sơ đồ tiếp cận của một cái rối loạn nhịp chậm, để tôi gửi slide để các anh chị nghiên cứu thêm ha. Nếu mà block dị thất có bệnh tim bẩm sinh kèm thì như thế nào, đặc biệt là CCTGA á, ha, hoặc là hội chứng động giãn trái, hoặc là có cái tự kháng thể nó cao thì sẽ tiếp cận như thế nào. Thì mỗi cái nó có những cái ưu nhược điểm, cái cách tiếp cận mỗi trung tâm nó cũng hơi khác chút. Như vậy thì chúng ta nên nhớ là rối loạn nhịp và bệnh tim bẩm sinh thì nó cũng có liên quan với nhau. Ví dụ như là có những cái túi thừa ở trong buồng tim như phình mõm thất trái, nó gây ra nhịp nhanh, nó có thể gây ra ngoại tâm thu. Bệnh Epstein thì nó cũng có thể gây ra cơ nhịp nhanh kịch phát trên thất. Động giãn trái thì nó có thể gây ra nhịp chậm, hay là các cái khối u trong tim như rhabdomyome nó có thể gây rối loạn nhịp nhanh ha. Hoặc là đảo thất thì nó có thể gây ra cái rối loạn nhịp chậm. Do đó khi mà thấy rối loạn nhịp tim thì chúng ta phải tìm xem em bé đó nó có bị bệnh tim bẩm sinh kèm theo hay không. Ngoài ra những cái bệnh di truyền nó có thể gây ra cái rối loạn nhịp, đặc biệt là rối loạn nhịp chậm ha. Thì những cái kiểu hình kiểu gen chúng ta có thể nghiên cứu để phát hiện tìm cái gen rối loạn gây ra cái bất thường rối loạn nhịp cho bé. Như vậy là thái độ xử trí khi mọi một cái trường hợp rối loạn nhịp á, chúng ta chẩn đoán bản chất của rối loạn nhịp đó là gì, rối loạn nhịp nhanh nhịp chậm hay như thế nào, chúng ta tìm coi thử có bệnh tim nền hay không. Chúng ta đánh giá cái hậu quả của rối loạn nhịp tim trên cái tim thai đó. Và về mặt điều trị là chúng ta có nên mổ lấy thai em bé hay không, hay là chúng ta điều trị trực tiếp đối với thai, hay là điều trị thuốc do người mẹ uống rồi nó ngấm vô thai để điều trị, và chúng ta lựa chọn cái thuốc chống loạn nhịp như thế nào.
Đó là những cái mà chúng ta cân nhắc để điều trị một cái bệnh nhân bị rối loạn nhịp. Để chẩn đoán đơn giản thì chúng ta coi thử cái nhịp nhĩ nó nhiều hơn nhịp thất á, thì có thể là gặp cuồng nhĩ hoặc là lóc nhĩ thất. Còn nhịp nhĩ mà bằng nhịp thất thì có thể là nhịp nhanh trên thất do vòng ngoài lại, nhịp nhanh do cái ổ ngoại vị ở tầng nhĩ chẳng hạn, hay là nhịp nhanh hay là nhịp nhĩ ít hơn nhịp thất thì chúng ta có thể nhịp nhanh thất hay nhịp nhanh ở vùng bó hít vân vân. Chúng ta tìm các cái bệnh tim kèm theo, nhưng mà đa số các nhịp nhanh thì thường xảy ra ở cái tim bình thường, và chúng ta cần phải loại trừ các bệnh như là ST bất tương hợp đôi, hay gọi là CCTJ, hay là viêm cơ tim, hay là bệnh cơ tim. Chúng ta đánh giá cái hậu quả của rối loạn nhịp tim đó là nhẹ khi mà nó có tràn dịch màng ngoài tim ít, hay tràn dịch màng bụng ít, hay là vừa, hay là nặng. Và chúng ta lựa chọn điều trị là điều trị trong tử cung, tức là chúng ta dùng thuốc để điều trị trong tử cung, hay là chúng ta mổ bắt con. Cái việc mổ bắt con này chỉ bàn luận khi mà nó thai từ 3, 4, 5 tuần trở đi. Lúc đó chúng ta trẻ đủ có thể trưởng thành, chúng ta có thể yên tâm không bị các cái biến chứng do sinh non, thì chúng ta mới lấy ra để chúng ta điều trị thì nó sẽ dễ dàng, bởi vì thuốc nó sẽ vô trực tiếp cho bé. Đang ghi nhận nếu mà trường hợp mà có suy thai thì chúng ta mới cân nhắc tới việc này, còn nếu mà chưa có suy thai thì chúng ta nên điều trị, bởi vì điều trị trong bụng mẹ thì nó hiệu quả hơn là chúng ta lấy thai lúc mà cái thai nó còn non quá. Lúc đó chúng ta vừa đối diện với một cái nhịp nhanh, vừa cái thai non tháng, thì chúng ta sẽ chăm sóc hai thứ đó nó sẽ khó khăn. Và chúng ta dùng trực tiếp trong cho thuốc cho bào thai, hay là chúng ta cho thuốc cho người mẹ để chờ nó ngấm qua thai thì nó sẽ lâu hơn. Ta phải cân nhắc nguy cơ của mẹ, nguy cơ của thai, hiệu quả của cách dùng thuốc của chúng ta và kinh nghiệm của từng trung tâm một nữa. Và trước khi điều trị mẹ thai thì chúng ta phải nhập viện là bắt buộc ha, để chúng ta làm các cái bi lăng tim mạch của người mẹ, coi thử người mẹ có nguy cơ gì không, có bệnh tim mạch gì không. Chúng ta dùng thuốc vô mà mẹ không có an toàn thì đâu có an toàn cho bé ha. Và vấn đề là chúng ta cho nhập viện ở đâu, nhập viện ở trung tâm tim mạch hay nhập viện ở trung tâm sản khoa. Bởi vì ở tim mạch ta thì họ không có trình bày sản khoa, thì lỡ khi người mẹ chuyển dạ thì sao. Còn ở trung tâm sản khoa thì bác sĩ sản khoa họ không có rành về các cái thuốc rối loạn nhịp, thì nó sẽ khi mà rối loạn nhịp thì họ sẽ xử trí như thế nào. Cái đó là cái chuyện mà chúng ta rất là đau đầu ha. Tốt nhất là ở trung tâm mà nó vừa có sản nhi ha, có bác sĩ tim mạch nhi nữa còn càng tốt. Thì cái sơ đồ này hồi trước tôi làm để tiếp cận, nhưng mà nãy giờ cũng có nhiều cái sơ đồ khác, thì các anh chị phân tích coi thử là cái sóng RR tức là sóng VV á, nó có đều hay không đều. Nếu mà nó đều mà cái khoảng cách đó nó ngắn, tức là nó nhịp nó nhanh á, hai cái khoảng RR nó nhỏ lại thì tức là nhịp nó nhanh, thì chúng ta sẽ có nhịp nhanh kịch phát trên thất, cuồng nhĩ, nhanh nhĩ, nhanh xoang. Okay. Khoảng dài thì lúc này chúng ta sẽ coi thử là so sánh giữa cái hai khoảng VP và khoảng RR nó như thế nào. Nếu mà cái sóng VP mà nó ngắn hơn sóng RR, tức là nhịp nhĩ nó nhiều hơn nhịp thất, thì coi chừng là lóc nhĩ thất hay là nhịp nhĩ bằng nhịp thất vân vân. Thì cái cách tiếp cận này để chúng ta biết thôi, chứ còn nãy có nguyên tắc á, chúng ta coi nhịp nhĩ có bằng nhịp thất hay không, hay nhịp nhĩ nhanh hơn nhịp thất, hay nhịp thất nhanh hơn nhịp nhĩ vân vân, thì người ta cũng có những cái cách tiếp cận để mà chẩn đoán ha. Thì cái việc mà điều trị trong tử cung á, thì chúng ta phải coi có tình trạng phù thai người ta thấy có thể tiến triển trong 48 giờ nếu mà chúng ta vẫn để cái rối loạn nhịp nhanh đó nó xảy ra. Và điều trị thuốc thường là kém hiệu quả khi mà phù thai nó đã tiến triển rồi, cho nên vì lập luận đó mà người ta phải điều trị sớm. Và điều trị thuốc nó làm giảm thấp nhất nguy cơ cái thai chết lưu hay là tổn thương thần kinh thứ phát. Sau một thời gian dài cái tim nó nhịp nhanh, nó làm giảm cùng lượng tim, cho nên là chính vì những cái lập luận này mà người ta thấy khi mà rối loạn nhịp nhanh á, thì người ta sẽ cố gắng điều trị sớm để tránh những cái biến chứng này. Nhưng mà một cái những cái yếu tố mà gây ra cái nguy cơ phù thai là, thí dụ như thứ nhất là cái tần số thoát người ta thấy nhanh quá, trên 240 lần một phút thì cái nguy cơ phù thai rất là cao, hoặc là mất đồng bộ nhĩ thất.
hay là cái tỷ lệ nhịp nhanh nó cao hơn là cái tỷ lệ mà nó trở về nhịp xoang, tức là trong ngày á nhịp nhanh nó nhiều quá, hay ủ thai mà còn nhỏ thì cái nguy cơ phù nhau thai sẽ càng cao, hay là có bệnh tim cấu trúc kèm theo thì nguy cơ phù nhau thai cũng cao, hoặc là mình thấy có rối loạn chức năng thất rồi, có hở van ba lá rồi thì cái nguy cơ phù nhau thai cũng cao. Đó là cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta phải cân nhắc, phải điều trị sớm cho bé khi mà chúng ta chẩn đoán rối loạn nhịp nhanh. Còn có một cái nhóm khác người ta phản bác, người ta không có điều trị liền, bởi vì người ta theo cái thiên chỉ của Hippocrates, cái câu trước hết là đừng gây hại. Cho nên là khi mà chúng ta dùng thuốc rối loạn nhịp cho người mẹ như vậy thì chúng ta có thể khả năng gây rối loạn nhịp cho mẹ và thai do thầy thuốc, do cái thuốc chúng ta dùng đó. Và một số trường hợp rối loạn nhịp người ta thấy có thể tự nó cái cơn nhịp nhanh nó tự ra, cho nên là khả năng tự cải thiện của bệnh, cho nên là nhiều khi chúng ta dùng thuốc có hại cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể cân nhắc cái lựa chọn sanh chủ động và điều trị sau sanh ở những cái thai đủ trưởng thành, cho nên là có một cái nhóm chống lại cái việc mà chúng ta điều trị như thế này. Như vậy thì việc trị liệu thuốc đó, thì tiếp cận nói chung là chúng ta phải nhập viện tại trung tâm lớn có kinh nghiệm, chúng ta phối hợp giữa các chuyên khoa và có sự đồng thuận của thai phụ trong đó nữa, mình cân nhắc lợi ích nguy cơ, và chúng ta phải theo dõi mẹ và thai thường xuyên, chúng ta phải kiểm tra điện giải đồ, creatinine máu, đo điện tim người mẹ, khám tim mạch người mẹ, chúng ta theo dõi nồng độ thuốc chúng ta đang dùng cho người mẹ, điện tim của người mẹ lại khi mà chúng ta đang dùng thuốc, chúng ta phải coi tần số và nhịp tim thai. Thì các cái thuốc mà hay dùng ở trong bào thai chúng ta sẽ thấy loanh quanh chỉ có những cái thứ thuốc thôi. Thứ nhất là digoxin, thứ hai là plaquenil, thứ ba là amiodarone, thứ tư là sotalol, tức là có bốn thứ đó. Nhưng mà để cho các bác sĩ chuyên khoa tim mạch mà xài, chứ các bác sĩ sản khoa thì chắc anh chị chỉ biết thôi, nguyên tắc thôi, chứ mình xài vô mình không theo dõi được là nguy hiểm ha. Thì cái khuyến cáo 2014 của Hội Tim mạch Hoa Kỳ có nói về các cái cơ chế tác dụng của thuốc, các cái dùng thuốc, các cái chỉ định như thế nào, cái liều lượng như thế nào, thì các anh chị coi chi tiết ở trong cái khuyến cáo của 2014 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ha. Còn mỗi trung tâm thì nó có một cái khuyến cáo riêng về điều trị. Như vậy thì cái việc chẩn đoán rối loạn nhịp trong bào thai không phải là khó nếu mà chúng ta tiếp cận một cách có khoa học, có nghĩa là chúng ta dùng mắt thường trên 2D, chúng ta dùng TEM cắt qua một nhĩ một thất, hoặc là chúng ta dùng cái phổ Doppler, hoặc là chúng ta dùng Doppler mô. Mà chúng ta biết rằng nhịp tim thai không đều là nguyên nhân hàng đầu, chúng ta phải chuyển đến các trung tâm để siêu âm tim thai, và đại đa số là ngoại tâm thu nhĩ lành tính. Cái tiên lượng nhịp nhanh ở trong bào thai nói chung là tốt, bởi vì hiện nay điều trị thành công lên tới 90%. Cái tiên lượng mà block nhĩ thất độ 3 vẫn còn xấu nếu mà có bệnh tim bẩm sinh kèm theo, nó có khá hơn ở những trường hợp mà do cái bệnh tự miễn. Đối với những trường hợp mà block nhĩ thất từng lúc, nhịp chậm từng lúc, sau đó có nhịp nhanh xen kẽ thì gợi ý cái hội chứng quy tê dài. Nhất là có khi có cơn nhịp nhanh thất nữa thì chúng ta phải nghĩ tới hội chứng quy tê dài. Chúng ta đo thêm cái điện tim của bố mẹ, coi bố mẹ có bị hội chứng quy tê dài hay không. Những cái điểm cần nhớ trong cái bệnh trong cái việc mà phân tích rối loạn nhịp này á, thì chúng ta cần phải sử dụng nhiều phương thức 2D, 2D có màu, M1, M1 có màu, Doppler shunt. Điều trị nhịp nhanh trên thất ở thai thì nên thận trọng, cần xem xét đánh giá các tham số lâm sàng, cận lâm sàng, loạn nhịp nhanh từng lúc và loạn nhịp chậm hạn định, thì thường là cái dung nạp nó cũng tốt. Điều trị rối loạn nhịp ở thai thì cần phải điều trị ở trung tâm có kinh nghiệm với sự phối hợp của nhiều chuyên gia, và chúng ta nên nhớ cái câu là trước hết đừng có gây hại cho bệnh nhân nha. Bài trình bày tới đây là hết. Tôi biết cái bài này nó cũng khá là khó, cho nên là trình bày gần 1 tiếng đồng hồ. Các chị để nắm được các cái nguyên lý cơ bản và những cái điều cần nhớ để chúng ta thực hành. Khi mà chúng ta đầu tiên là chúng ta phải dựa trên 2D, chúng ta có cảm nhận tốt là cái tim đó có rối loạn nhịp hay không. Khi mà có rối loạn nhịp rồi, chúng ta đi phân tích sâu vô, chúng ta dựa vào TEM, dựa vào Doppler, chuyên sâu hơn nữa chúng ta dùng Doppler mô để chúng ta coi bản chất cái rối loạn nhịp đó là gì. Và điều trị thì chúng ta nên chuyển tới trung tâm mà có kinh nghiệm để người ta điều trị cho bé. Đặc biệt với nhịp nhanh thì cái hiệu quả điều trị nó rất là tốt.
Tôi cũng thường phối hợp với các bác sĩ ở Hà Nội điều trị những cái trường hợp mà người ta chuyển lên Hà Nội, thì tôi thấy cái tỷ lệ nhịp nhanh thành công khá là cao. Mặc dù nó không có về nhịp xoang, nhưng mà chúng ta kiểm soát được cái tần số thấp dưới 180 lần một phút thì tiên lượng em bé đó thường là nó sẽ tốt, nó diễn tiến sau sanh cũng tốt. Thì đó là kinh nghiệm của tôi trong cái việc chẩn đoán rối loạn nhịp. Các anh chị có hỏi gì về bài này? Xin mời. Thầy cho em hỏi câu ạ. Nói đi em. Thầy có cái cây lâm sàng cụ thể nào điều trị cho những bệnh nhân nào có cho những bệnh nhân này rồi không ạ? Tại vì là để hỏi thì hướng điều trị thì rất khó, nhưng mà em muốn hỏi là có những cái cây mà thầy đã xử lý rồi, xử trí rồi. Hồi nãy tôi có minh họa một cái ca là 32 tuần bị nhịp nhanh cực phát trên thất đó. Cái tần số thất là 260 mấy lần một phút đó. Cảm ơn thầy. Đây nè, cái ca này. Dạ anh chị nào có câu hỏi thì mình đánh bên học trong À, bốc quay hand đi ạ. anh chị thấy cái màn hình chưa? Có không? Có share chưa vậy? Chưa thấy Chưa rồi thầy anh. ạ. Ủa vậy hả? Anh đi đâu mất tiêu rồi. Cái nhịp nhanh tôi gặp rất là nhiều ha. Đây tần số là tới 250 nè. Cái trường hợp này là tần số tới 263 nè nhé. Thấy cái nhịp tim nó rất là nhanh. Và tùy theo cái chẩn đoán, ví dụ như những cái trường hợp nhịp nhanh cực phát trên thất này á, thì đầu tay nhất là tôi vẫn dùng digoxin nhé. Digoxin, nhưng mà nên nhớ các anh chị dùng digoxin đó, anh chị phải dùng phải có định lượng. Trước cách đây 5 năm ở ở phía Bắc Hà Nội thì cái định lượng digoxin rất là khó khăn, cho nên tôi không có dám khuyên các anh chị đó dùng, tại vì khi chúng ta dùng một cái thuốc gì đó chúng ta phải định lượng được cái nồng độ của nó thì chúng ta mới dùng, chứ không dùng nguy hiểm. Nguy hiểm là nguy hiểm tác hại cho người mẹ đó, cứu con đâu chưa thấy thấy người mẹ bị nguy hiểm. Và bé này các anh chị thấy đó, một tuần sau thôi nếu mà chúng ta dùng thuốc ha, cái tần số thấp rất là tốt ha, tần số thấp nó xuống còn có 114 lần phút ha, đều sang. Đó là cái vừa rồi ở Hà Nội có cái chị ở bệnh viện Tâm Anh đó, có nhờ tôi hỗ trợ một cái ca bị cù nhĩ trong cái tuần vừa rồi. Chỉ dùng bắt đầu là digoxin không hiệu quả, sau đó kết hợp với lecain. Thì bây giờ cái nhịp tần số thấp nó còn khoảng 170 lần một phút. Mà chị hỏi tôi là có nên đổi cái digoxin kết hợp với sotalol hay không, thì tôi có nói là thôi nếu mà tần số đã kiểm soát rồi không cần phải muốn đưa về nhịp xoang thì cũng cũng được, nhưng mà cũng không cần nhất thiết là chúng ta phải kết hợp hai cái thứ thuốc mà nó gây QT dài cho người mẹ, nó nguy hiểm. Thì đó là cái những cái phối hợp từ xa như vậy thì cũng cứu sống được em bé. Như bác sĩ Duyên, đúng không? Bác sĩ Duyên của bệnh viện Tâm Anh. Đó là cái hình minh họa cho anh thấy cái điều trị hiệu quả của cái trong bụng mẹ đó. Rồi các chị có hỏi gì không?